Startup Education hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an của Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Công Thái qua giọng đọc Ân Thúy Nga. Chương 12. Ai thành công cũng phải có thầy. May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn dắt bạn đi đến một nền tảng cao hơn. Jack Ma. Vậy là chúng ta đã cùng nhau bước vào những chương cuối cùng của cuốn sách này rồi. Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an thật nhiều thú vị phải không bạn? Và trong chương này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về chân lý không có gì là mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Đó là chân lý ai thành công cũng phải có thầy. Tại sao cần người thầy dẫn dắt? Trong cuộc đời con người, bạn sẽ bước đi trên rất nhiều con đường, ngay cả khi vô tình hay cố ý. Thế nhưng, chỉ có một con đường khó đi nhất và lấy đi nhiều mất mát đau thương của bạn nhất, đó là con đường đi đến thành công. Con đường này là cả một quá trình bạn được dìu dắt bởi những người quý báu hay những kinh nghiệm, kiến thức vô giá mà bạn nhận được trong suốt quá trình học tập và tìm tòi. Bên cạnh đó, nó khó đi là vì không phải ai cũng có thể hoàn thành chặng đường mà không trải qua sóng gió, những thất bại, thậm chí là tan cửa nát nhà. Sẽ thật thiếu sót nếu ai đó nói với tôi rằng thành công của họ là do chính họ mà không cần sự giúp đỡ từ một ai hay một người thầy dẫn dắt. Theo tôi, khi họ khẳng định điều này có nghĩa là họ đang ảo tưởng về những kỳ tích không có thực hay chính họ đang chối bỏ những nguồn lực dẫn đến thành công của mình. Một người cho dù tài giỏi đến mấy cũng cần có người khác dẫn dắt hoặc chỉ điểm cho họ những thiếu sót, những sai lầm mà bản thân không thể nhìn thấy được. Người này có thể là những người thầy hiền trí, có nhiều kinh nghiệm sống và có thể là người từng trải, giúp bạn vượt qua những khó khăn mà chính họ đã từng ở một vị trí tương tự. Họ giúp bạn né tránh những tai nạn, những biến cố mà họ từng gặp trước đó. Ngay cả khi một cầu thủ giỏi, anh ấy được tung hô trên những trận đấu, được người đời ngưỡng mộ và yêu mến. Thế nhưng, người đó vẫn cần có một người thầy, một huấn luyện viên để giúp anh rèn luyện sức khỏe hay đưa ra những chiến lược. Bởi những huấn luyện viên này sẽ biết được người đó cần nâng cao điểm mạnh như thế nào và cải thiện những thiếu sót ấy ra sao. Hơn hết, hãy ý thức được sự trưởng thành của bạn là kết quả của việc nuôi dạy từ những người thầy. Và càng phải hiểu, không có một khái niệm cụ thể về người thầy dẫn dắt. Không nhất định phải là những người làm nhà giáo, mà có thể là những người cha, người mẹ của bạn. Thậm chí là những mối quan hệ mà bạn gặp gỡ trong cuộc đời này. Tất nhiên, yếu tố tiên quyết là họ phải là những người có nhiều kinh nghiệm sống, họ biết được khó khăn của bạn và giúp bạn vượt qua trở ngại, vươn tới thành công. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc của thiên tài Isaac Newton. Ông đã từng nói, tôi nhìn được xa hơn bởi tôi đứng trên vai những người khổng lồ. Chúng ta không thành công nếu không có ai chỉ dẫn, không có ngọn đuốc soi sáng từ những người thầy sẽ không vượt qua khó khăn. Vì thế mà ông bà ta thường có câu, không thầy, đố mày làm nên. Đặc biệt là nếu ai đó thực sự giúp bạn đi đến con đường trí tuệ vì mong muốn bạn nâng tầm giá trị, phụng sự xã hội, nghĩa là bạn đã gặp đúng người thầy của mình. Họ là những người thành công và mong muốn bạn cũng sẽ thành công. Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn. Bạn bài chỉ biết thúc bạn chơi bài. Bạn nhậu chỉ biết thúc bạn cạn ly. Còn người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công. Jack Ma.
Thế nào là một người thầy xứng đáng với bạn? Hai người thầy ngoại hạng mà chúng ta bắt buộc phải có nếu muốn thành công. Người thầy thứ nhất, người thầy bên trong bạn. Đây cũng là người thầy tuyệt vời nhất khi bạn biết được sứ mệnh và tìm được ý nghĩa sống của mình, tìm được cái đam mê và khát vọng. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra rằng chính những ước mơ, sứ mệnh đó là người thầy ngoại hạng của bạn. Nó sẽ là kim chỉ nam dẫn dắt cuộc sống của bạn đến bất kỳ nơi nào bạn muốn. Có rất nhiều người vẫn chưa tìm được người thầy của họ, bởi họ không nhận thức được ý nghĩa sống thực sự của mình, hay thậm chí là đam mê, khát vọng của bản thân là gì, và họ vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm. Hơn 22 năm trước, tôi tìm thấy người thầy bên trong của tôi. Nó thúc đẩy bản thân tôi đeo đuổi ước mơ, sứ mệnh. Tôi làm mọi việc bất chấp, làm điên cuồng với giá trị đó cả ngày lẫn đêm. Thậm chí có những hôm bản thân tôi chỉ dành 2 tiếng đồng hồ để chợp mắt, nhưng bù lại nó giúp tôi rèn luyện những nghị lực phi thường. Hơn ai hết, niềm khát vọng với sứ mệnh kiến tạo nên một cộng đồng học tập hạnh phúc của tôi càng dâng trào khi tôi thấy các bạn thay đổi, giáo viên thay đổi trở thành phiên bản hoàn thiện nhất. Tôi thấy hạnh phúc khi họ khóc vì cảm nhận được giá trị chương trình thầy cô giáo thịnh vượng và bình an. Họ nói rằng nó giúp họ tái sinh, giúp họ thấy con đường sứ mệnh của mình. Chính vì vậy, người thầy ngoại hạng đối với tôi cũng như những người thành công là một phần thiết yếu. Không có đam mê, bạn không có năng lượng. Không có năng lượng, bạn không có cái gì. Không có cái gì tuyệt vời trên thế giới này được làm xong mà không có đam mê trong đó. Donald Trump. Người thầy thứ hai là người thầy bên ngoài. Đây là người thầy hiền trí mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ trong cuộc sống. Nó có yếu tố rất quan trọng giúp bản thân bạn chạm đến thành công. Hay nói một cách đơn giản hơn, người thầy hiền trí có thể là cách bạn tiếp cận những kiến thức, thông tin từ một phía bên ngoài. Nó có thể là thầy cô giáo trong trường lớp, những người bạn trong cuộc sống, hay là những quyển sách cho bạn kiến thức mới, kỹ năng mới để bổ trợ đi đến thành công. Đối với tôi, người thầy hiền trí của mình là những kiến thức, thông tin mà tôi có được thông qua mạng Internet. Tôi không có may mắn như nhiều người được gặp gỡ các chuyên gia hay tham gia các khóa học và lắng nghe họ chia sẻ những thông tin, kiến thức. Tôi học bằng cách đọc sách và tìm kiếm những thông tin hữu ích trên mạng để phục vụ cho người thầy bên trong mình. Một người thầy xứng đáng mà chúng ta hướng tới phải là những người có tâm và có tầm. Họ là những người có kinh nghiệm sống dồi dào, họ sẵn sàng vươn tay giúp đỡ để bạn đi đúng con đường mà không cần hồi đáp sự đền ơn. Người thầy đó chỉ dẫn bạn đi đến thành công, giúp bạn hoàn thành giấc mơ sứ mệnh của mình, và họ cũng hy vọng một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành một người thầy dẫn dắt cho người khác. Hãy tìm những người thầy dẫn dắt phù hợp với bạn, những người có chung chí hướng và sứ mệnh của bạn. Họ sẽ có những kinh nghiệm, bài học mà con đường bạn lựa chọn muốn đi. Họ giúp bạn vượt qua những khó khăn, chông gai mà bản thân đã từng trải qua, hay thậm chí giúp bạn né tránh những trở ngại đó. Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm đến những người đã đạt kết quả mà bạn mong muốn và bắt chước những việc họ làm. Bạn sẽ đạt được kết quả tương tự. Tony Robbins. Làm thế nào để tìm được thầy? Người thầy ngoại hạng sẽ đến với bạn chỉ khi bạn thực sự sẵn sàng. Bạn biết rõ mục tiêu của mình, biết rõ giấc mơ và sứ mệnh. Đặc biệt là bạn biết được bạn làm những điều đó để làm gì, phụng sự cho ai. Bạn sẽ tìm thấy những người thầy ngoại hạng phù hợp với mình khi bạn suy nghĩ tích cực. Bạn khao khát gia tăng giá trị bản thân, nâng tầm trí tuệ và phụng sự xã hội. Chính những điều đó tự nhiên sẽ thu hút những người thành công muốn tìm bạn và giúp đỡ. Đến khi đó, ông trời không phụ lòng những người có lý tưởng cao đẹp vì xã hội, vì nhân loại. Sau này,
Trên hành trình trở thành một người thầy ngoại hạng dẫn dắt người khác, bạn sẽ luôn gặp gỡ những người thầy tốt theo quy luật hấp dẫn. Điều quan trọng nhất để gặp được người mà bạn cho rằng họ chính là lý tưởng của bạn, sự thành công của họ là điều bạn mong muốn đạt được, thì bạn nên hạ cái tôi, cúi mình học hỏi, sẵn sàng mở rộng trái tim mình để có thể lĩnh hội trí tuệ của người đó. Bạn phải biết rằng kinh nghiệm và kiến thức thực tế là những điều vô giá, sẽ không một ai sẵn sàng dìu dắt cho những người cao ngạo hay kiêu căng. Bạn hạ cái tôi, cúi mình học hỏi không có nghĩa là bạn vứt bỏ liêm sỉ hay lòng tự trọng, mà bạn cho người thầy của mình thấy được sự đam mê, nhiệt huyết bên trong bạn. Sự khiêm tốn của bạn tạo ra một nguồn năng lượng thu hút người khác giúp đỡ và chỉ dẫn. Tìm thầy xong rồi thì phải làm gì? Ba yếu tố thành công tuyệt đỉnh của thầy Tony Robbins. Có một người thầy ngoại hạng, đắm chìm ở trong đó, hành động liên tục, liên tục, liên tục, không đứt quãng. Muốn thật sự thành công thì ngoài yếu tố có hai người thầy ngoại hạng của mình, bạn còn cần phải đắm chìm vào những giấc mơ, sứ mệnh mà mình theo đuổi. Đặc biệt là phải luôn nỗ lực tìm tòi những kiến thức, thông tin bổ trợ giúp cho sứ mệnh của bạn được hoàn thành. Việc này phải luôn diễn ra liên tục và liên tục, không được đứt quãng. Ngày nào bạn cũng phải nhìn thấy ước mơ, sứ mệnh của mình. Ngày nào bạn cũng phải hành động chinh phục nó. Đối với bản thân tôi, mỗi một ngày luôn luôn có một hệ thống thói quen thịnh vượng và bình an. Tôi luôn đắm chìm trong giấc mơ và sứ mệnh của mình. Ngày nào tôi cũng thấy được giấc mơ, ngày nào tôi cũng thấy sứ mệnh, phụ sự xã hội và không cho phép bản thân được thiếu sót dù chỉ một lần. Bởi tôi ý thức được nếu có lần đầu, sẽ có lần thứ hai và lần ba. Dần dần thói quen này sẽ bị tắc nghẽn và nó không mang lại đúng giá trị mà tôi mong muốn. Bí mật của thành công là tìm ra điều bạn thích làm đến nỗi không thể chờ tới lúc mặt trời mọc để làm lại mọi thứ một lần nữa. Chris Garner. Chính vì hiểu được quy luật đó, ngày nào tôi cũng thúc ép bản thân thực hành 7 thói quen thịnh vượng và bình an. Nó giúp tôi chạm tới những thành công từ một thầy giáo nghèo vươn lên trở thành những người tiên phong trong đổi mới giáo dục Việt Nam. Mỗi ngày, tôi luôn chìm đắm trong giấc mơ của mình và nhìn thấy những ngôi trường thành nhân và các con được học tập trong một môi trường thấm đẫm tình yêu, một môi trường có thầy cô giáo hạnh phúc và học sinh hạnh phúc. Hành trình của chuyên gia và đội ngũ. Tôi luôn luôn mong muốn kiến tạo nên cộng đồng, một môi trường dành cho những người làm giáo dục. Ở đó, mọi người giúp nhau gia tăng giá trị bản thân, nâng tầm trí tuệ và phụ sự xã hội. Những người lạc lối, đánh mất đam mê và giấc mơ của mình sẽ được đội ngũ chuyên gia chúng tôi chữa lành và dẫn dắt các bạn đi đúng con đường. Tôi lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp là sự ngay thẳng, phù hợp với quy luật vũ trụ. Tức là sự ngay thẳng của khởi nghiệp phục vụ giá trị gì cho xã hội, mang giá trị sống gì cho con người. Làm thế nào để bảo vệ và bảo tồn, phát triển sự sống? Đối với tôi, khởi nghiệp mà đi ngược lại với quy luật vũ trụ, nghĩa là đi ngược lại với quy luật nhân quả. Tôi ý thức được gieo nhân nào gặp quả đó. Nếu tôi lựa chọn mục đích kiếm lợi nhuận mà phá đi sự sống của thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường, rồi bản thân cũng sẽ thất bại và phá sản. Chính vì vậy, tôi lựa chọn con đường dẫn dắt thầy cô đến với một cộng đồng mới, một cộng đồng lấy sứ mệnh phụ sự xã hội làm đầu. Hơn hết, tôi mong muốn chúng ta sẽ trở thành những người tiên phong đổi mới giáo dục và giúp đỡ nhiều em học sinh có khả năng được học tập. Tham gia vào hành trình kiến tạo sứ mệnh thầy cô giáo hạnh phúc, bạn sẽ được chúng tôi dẫn dắt đi đúng lối, tìm lại được những nhiệt huyết và đam mê của chính mình. Hơn hết, đến khi bạn thật sự hạnh phúc, thật sự thành công với sứ mệnh đó, bạn có đủ khả năng, đủ kinh nghiệm để trở thành người thầy ngoại hạng của một người nào đó có hoàn cảnh tương tự mà bạn từng vấp phải.
Chương trình Giáo viên hạnh phúc. Tôi lựa chọn triết lý giáo dục xuyên qua tim vì mong muốn các con được học tập trong một môi trường thấm đẫm tình yêu thương. Khi các con được thầy cô yêu nó như đứa con của mình thì chúng sẽ phát triển toàn diện. Việc lựa chọn thiết kế một lớp học thấm đẫm tình yêu thương thì thầy cô giáo không cần phải ép các con học. Tự nhiên chúng sẽ tự động sáng tạo, tự động tìm tòi giải pháp và biện pháp học tập giúp chúng phát triển tự thân. Bên cạnh đó, mô hình thầy cô giáo thịnh vượng, hạnh phúc và bình an được tôi chọn triết lý kinh doanh này để cho tổ chức của mình và lấy triết lý giáo dục xuyên tim làm nền tảng phát triển. Bởi vì tôi bị ấn tượng triết lý sống trong cuốn sách của Lý Quang Diệu, cách ông biến Singapore từ một làng chài thành con rồng châu Á như bây giờ. Lấy giáo dục làm gốc, lấy tinh thần kỷ luật làm đầu và thượng tôn pháp luật. Mỗi thầy cô giáo hạnh phúc sẽ tạo nên mỗi lớp học hạnh phúc, và thầy cô giáo là đội ngũ trí tuệ và đội ngũ nhân bản trí tuệ để phụng sự đất nước. Chính vì vậy, tôi lựa chọn đội ngũ giáo viên sẽ là những người góp sức với chính phủ, với Bộ Giáo dục để đổi mới giáo dục bằng cách làm như thế nào để cho giáo viên hạnh phúc. Và tôi xây dựng chương trình Giáo viên hạnh phúc cùng với tiến sĩ Trần Khánh Ngọc để mong kiến tạo nên một cộng đồng giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Hơn hết, tôi mong muốn biến những giáo viên trở thành những nhà đào tạo tâm sáng, tức là trở thành những người thầy có tâm. Tôi lựa chọn phát triển cộng đồng thầy cô giáo theo hướng này, vì một phần là mô hình giáo dục lấy trí tuệ làm gốc này sẽ có rủi ro bằng không. Phần khác là vì mong muốn đóng góp toàn bộ công sức, tâm trí lực để đồng hành với những người làm nhà giáo. Bởi tôi biết và thấu hiểu, chỉ có khi chúng ta thực sự cùng chung tay thì bản thân mới có thể phát triển bền vững. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa, đi cùng nhau. Tôi muốn cùng với bạn phát triển giáo dục, muốn cùng với chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm công tác đổi mới giáo dục toàn diện. Đặc biệt hơn, tôi mong muốn đồng hành cùng với bạn trên con đường khởi nghiệp thông minh, trí tuệ và sáng tạo. Người Việt Nam chúng ta là những người rất nhạy bén với thông tin. Vì vậy, chúng ta càng nên xây dựng những nền tảng khởi nghiệp Made in Vietnam. Hơn hết, trong bối cảnh hiện nay, đất nước chúng ta vẫn đang thiếu những đội ngũ chuyên gia, thiếu đội ngũ có kiến thức khởi nghiệp, có quy trình và nguồn lực khởi nghiệp. Thế nên dự án này sẽ đào tạo cho những người dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, xứng đáng để đón nhận đại vận hội mới trong tương lai. Thông tin chi tiết của chương trình Giáo viên hạnh phúc mời bạn xem ở trang 335. Không có thầy, các con không thể làm được gì. Gioan, chương 15, câu 5. Hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm tốn thật lòng. Matthew, chương 11, câu 29. Bỏ thầy, chúng con biết theo ai? Chỉ có thầy mới có những lời ban sự sống. Gioan, chương 6, câu 68. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan, chương 14, câu 6. Mười điểm tổng kết chương 12. 1. Ai thành công cũng cần có người thầy dẫn dắt. 2. Người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công. 3. Chính những ước mơ, sứ mệnh là người thầy ngoại hạng của bạn. 4. Trong cuộc đời chúng ta có 3 ngày quan trọng nhất: ngày sinh, ngày chết và ngày bạn tái sinh, tức biết mình là ai. 5. Không có cái gì tuyệt vời trên thế giới này được làm xong mà không có đam mê trong đó. 6. Người thầy bên ngoài là những người thầy hiền trí mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ trong cuộc sống. 7. Một người thầy xứng đáng mà chúng ta hướng tới phải là những người có tâm và có tầm.
8. Sự khiêm tốn của bạn tạo ra một nguồn năng lượng thu hút người khác giúp đỡ và chỉ dẫn. 9. Muốn thật sự thành công thì ngoài yếu tố có hai người thầy ngoại hạng của mình, bạn còn cần phải đắm chìm vào những giấc mơ, sứ mệnh ấy và hành động liên tục không đứt quãng. 10. Chúng ta cùng xây dựng những nền tảng khởi nghiệp Made in Việt Nam để đón nhận đại vận hội mới trong tương lai. Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả, đồng nghĩa bạn đã góp một phần tiền vào dự án ủng hộ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo do Startup Education khởi xướng và thực hiện. Xin cảm ơn.